làm sao để gan mật luôn tay trong tay, phải không ạ? Và gan mật trong câu chuyện ngày hôm nay nó cũng giống như trong cuộc sống đời thường vậy đó. Chúng ta thấy tại sao mà ngày hôm nay Kim Ánh sẽ đặt câu hỏi là tại sao mà đối với câu chuyện của gan mật đó, cho dù là tình duyên có lận đận đi như thế nào đi chăng nữa và phải đến lúc rời xa, nhưng mà gan và mật thì vẫn luôn luôn phải gắn kết với nhau trong cái câu chuyện này. Bác sĩ Lương Lễ Hoàng sẽ đưa ra thông tin cho tất cả quý khán giả của chúng ta ha. Thật sự muốn diễn tả một đoạn phim mà lâm ly như cô Kim Ánh vừa trình bày đó thì không phải là gan mật phải gắn kết với nhau. Gan mật rõ ràng là phải mật thiết đó, nhưng cái khổ trong cái cảnh của gan mật là số muộn cũng phải có kẻ ở người đi. Thì cái chia ly đó lại là thậm chí là chia ly cần thiết cho sức khỏe. Nếu mà nói về gan mật thì gan, mà không có mật thì không còn gì là gan hết. Nó chi đến chuyện sức khỏe, nó chuyện món ăn thôi. Sở dĩ lá gan mà khi mình xào, mình nấu, nó có một cái vị đặc biệt của nó hơi nhân nhẫn là vì trong gan luôn luôn phải có mật. Nhưng mà sở dĩ gan phải có mật, thằng ba đi vì lý do khẩu vị mà gan. Tế bào gan biết rõ là gan là cái cơ quan giải độc cho cơ thể. Gan phải tiếp nhận tất cả những cái hoạt chất vào trong cơ thể, mà sau khi nó triển khai tác dụng tốt xấu ra sao thì cũng phải về gan để gan xử lý, để biến thành ra một cái chất mà trên đường đào thải không gây hại cho cơ thể. Hay nói cách khác, gan ưa hay không ưa gì cũng phải tiếp xúc vô số độc chất ở đủ mọi dạng hết. Vậy thì sau khi xử lý xong, gan cũng biết rõ là phải làm sao cho những cái chất đó ra khỏi lá gan càng sớm càng tốt. Bởi vì ở lại càng bệnh rịn bao lâu cuối cùng chỉ đưa tới những chuyện trục trặc thôi. Do đó gan phải cần một chất chuyên chở. Cái chất chuyên chở này nó phải có một cái độ nhờn lý tưởng. Nó phải có một cái khả năng để kết dính tất cả những tạp chất, những phế phẩm. Để nó theo cái đường mình gọi là cái đường dẫn mật ở trong gan. Để đi ra khỏi gan, để đi xuống đến túi mật. Chính vì vậy là gan luôn luôn cần có mật. Gan phải tạo ra mật. Nhưng mật đừng ở lại quá lâu như gan, bởi vì mật càng ở lâu thì khi đó càng mau sinh trục trặc. Khi mắc bệnh sỏi mật, sỏi túi mật, sỏi gan, nhiều người nghĩ rằng chỉ có cách phẫu thuật mới hết được sỏi. Thế nhưng các chuyên gia cho biết có tới hơn 50% các trường hợp sẽ tái phát sỏi mật sau 3 đến 5 năm điều trị. Sỏi mật là bệnh có yếu tố cơ địa, nguyên nhân gây bệnh vô cùng phức tạp. Vì vậy, muốn điều trị sỏi mật hiệu quả, tránh phẫu thuật, bạn cần một giải pháp toàn diện, không chỉ giúp làm giảm kích thước sỏi mật mà cần phải tác động trực tiếp tới nguyên nhân gây ra sỏi. Đó cũng là lý do mà các chuyên gia khuyên bạn nên dùng riêng một sản phẩm chuyên biệt cho bệnh sỏi mật có 3 tác động. Thứ nhất, tăng cường chức năng gan. Thứ hai, tăng vận động đường mật. Thứ ba, kháng khuẩn, kháng viêm đường mật. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Đồng Khang với 8 thảo dược quý là sản phẩm đem lại được 3 tác động đó. Sự kết hợp của 8 thảo dược quý, bất kim, chi tử, xài hồ, hoàng bá, kim tiền thảo, nhân trần, diệp hạ châu, chỉ xác mang lại tác động toàn diện lên hệ thống gan mật, giúp hỗ trợ bào mòn sỏi mật không phẫu thuật và phòng ngừa nguy cơ tái phát sỏi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Đồng Khang sử dụng phù hợp cho người: người bị sỏi mật, người bị viêm đường mật, viêm túi mật, người đã phẫu thuật lấy sỏi, tán sỏi, người bị tăng men gan, viêm gan, ăn uống khó tiêu do ứ mật, gan nhiễm mỡ. Hiện nay, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Đồng Khang là sản phẩm chuyên biệt duy nhất cho bệnh sỏi mật đã được nghiên cứu tại một bệnh viện lớn tại Hà Nội cho kết quả giúp bào mòn sỏi, giảm tỷ lệ tái phát sỏi sau điều trị, cải thiện triệu chứng đau, sốt, vàng da và giúp hạ men gan, sản phẩm an toàn trong quá trình sử dụng. Kể từ khi ra đời cho tới nay, sản phẩm đã được hàng ngàn người bệnh sỏi mật sử dụng cho hiệu quả tốt. Nhiều người bệnh chia sẻ sau vài tuần sử dụng sản phẩm, tình trạng đầy trướng bụng, khó tiêu đã hết, ăn uống cảm giác ngon miệng hơn và sức khỏe ngày càng cải thiện tốt lên. Để được tư vấn rõ hơn về sản phẩm Kim Đồng Khang, hãy để lại bình luận ngay dưới video này. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.